Thưa quý vị, trong thời buổi xã hội ngày càng phát triển, công nghệ và thiết bị điện tử cũng ngày càng ra đời nhiều hơn và phổ biến hơn trước rất nhiều. Mọi thông tin được đăng tải trên mạng xã hội, thực hiện một cách nhanh nhất, trực tiếp nhất, không phân biệt không gian, thời gian. Tuy nhiên, ngoài những giá trị thực mang lại cho người sử dụng từ mạng xã hội, thì còn có một bộ phận lợi dụng tính năng ưu việt của các trang mạng để thực hiện các hành vi đăng tin giả, xấu độc, bình luận những nội dung chưa được kiểm chứng, sai sự thật. Đặt ra vấn đề cần có nhiều giải pháp hơn nữa để phòng chống tin giả, tin xấu độc trên không gian mạng. Internet và các trang mạng xã hội đã đem lại rất nhiều tiện ích cho học sinh, sinh viên, cùng với đó là tốc độ kết nối nhanh chóng giữa bạn bè, người thân và cả bạn bè quốc tế. Tất cả các thông tin cũng được cập nhật liên tục, đó là những ưu điểm nổi bật mà người dùng được trải nghiệm. Đối với nhiều bạn trẻ hiện nay, lên Facebook, Zalo, Instagram là niềm đam mê không thể thiếu mỗi ngày. Thay vì gặp mặt, chuyện trò, tâm sự, chia sẻ với nhau, giới trẻ dành phần lớn thời gian rảnh rỗi của mình để chìm trong thế giới ảo. Không chỉ chạy theo lối sống ảo, làm giảm tương tác trực tiếp giữa người với người, mà người dùng mạng xã hội nếu không cảnh giác sẽ có nguy cơ bị lộ thông tin cá nhân, bị lừa đảo về kinh tế. Dạ, là hiện tại em đang sử dụng mạng xã hội chủ yếu là Facebook, Zalo với lại Instagram. Dạ, với là một người học sinh thì em học tập, lựa chọn, học hỏi những thông tin trên mạng xã hội đúng đắn. Em thường tham gia mạng xã hội về các ứng dụng như là Facebook, Zalo, Messenger. Thì những cái ứng dụng đó là dùng để em có thể là trao đổi với các thầy cô sau những giờ học mà em cần những cái bài tập không hiểu. Thì em có thể hỏi các thầy cô qua được những mạng xã hội đó. Hoặc là có thể là em sẽ trao đổi kinh nghiệm hay chia sẻ những cái tâm trạng của em với các bạn bè qua thông qua các mạng xã hội đó. Đặc điểm nổi trội của các trang mạng xã hội là thông tin nhanh, nhiều nhưng bị trộn lẫn giữa thông tin tốt và thông tin xấu. Thiếu tính định hướng thông tin, tư tưởng, không ai phải chịu trách nhiệm, không ai kiểm chứng. Nhiều người có thói quen thích chia sẻ thông tin về cuộc sống, công việc, hoạt động của cơ quan, đơn vị lên mạng xã hội hoặc truy cập những trang thông tin không chính thống, vô tình phát tán các đường link nguy hiểm cho người thân và bạn bè. Đặc biệt là một số người đã lợi dụng mạng xã hội tự do livestream, chia sẻ bài viết, thông tin, hình ảnh có nội dung vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm của cá nhân, tổ chức. Bởi do nó dễ dàng là sử dụng cũng như rằng là nó rất là tiện lợi, nhanh chóng, và bên cạnh đó là cũng có cái gọi là cái tính hiếu kỳ. Bởi vì chỉ cần một cái click, một cái bấm thôi thì họ đã có thể truyền tải được những cái thông tin đến cho những cái người bạn bè hoặc là những cái người đó trên mạng xã hội để xem. Cái tính tiện dụng như thế cho nên là họ đã sử dụng một cách có thể nói là nó trở thành một thói quen, và họ không nghĩ đến những cái hậu quả hoặc là những cái tác hại mà đằng sau của những cái livestream hoặc những cái mà thông tin họ đăng trên đó mà chưa được kiểm chứng, chưa được là đúng hoặc là ảnh hưởng đến cái cá nhân tổ chức khác. Hiện nay, bóc phốt, một cụm từ khá quen thuộc với các bạn trẻ đang sử dụng mạng xã hội với mục đích bêu xấu một cá nhân, tổ chức hay cơ quan nào đó. Các bạn trẻ thường xuyên bôi xấu nhau bằng những status, video, hình ảnh để vạch ra những điểm xấu của ai đó mà họ mắc phải để mọi người cùng biết. Tùy vào mức độ mà việc làm này mang ý nghĩa tích cực hoặc tiêu cực, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới người khác. Thậm chí có những trang nhóm trên mạng xã hội được lập ra để tập trung đăng tải các thông tin chưa qua kiểm chứng, với mục đích nhằm tăng lượt tương tác từ việc đáp ứng sự tò mò, hiếu kỳ của một bộ phận người dùng mạng xã hội, nhất là học sinh, sinh viên. Thì cái vấn đề mà mất thông tin hay là vấn đề về thông tin nhiễu thì hiện nay rất là nhiều. Thì em thường là chắt lọc những thông tin đó bằng cách là em sẽ xem những thông tin từ những trang mạng chính thống, như là ví dụ như là fanpage của Đài truyền hình Tây Ninh hay là tỉnh đoàn, hoặc là trong fanpage của chính phủ. Còn về mà vấn đề là đánh cắp thông tin thì em cũng bị một vài lần rồi. Thì sau những cái sự cố đó thì em đã rút ra kinh nghiệm cho bản thân là cố gắng bảo mật thông tin một cách tốt nhất, cũng như là sẽ đề phòng hoặc là đừng để cho những người lạ tiếp cận. Phần lớn người dùng mạng xã hội tiếp cận với các thông tin xấu độc nhiều hơn bởi tốc độ lan truyền quá nhanh. Chỉ trong vài phút, nếu không ngăn chặn kịp thời, các thông tin sẽ tràn lan trên không gian mạng. Tình trạng này đã gây ra nhiều hậu quả đáng tiếc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích chính đáng của người dân. Những câu chuyện mang tính đời tư, xuyên tạc sự thật, rất dễ dẫn dắt và lôi kéo người dùng. Nếu không biết kỹ năng chọn lọc, ứng xử trước những tin độc, tin xấu, dễ dẫn đến hành vi lệch chuẩn.
Gần đây nhất là vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng chức năng của mạng xã hội trên Internet, tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung thông tin không kiểm chứng liên quan đến đời tư của người khác, trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác. Trong đợt dịch COVID-19 năm 2021, đã có nhiều trường hợp xúc phạm lực lượng phòng chống dịch COVID-19. Tại Tây Ninh, các trường hợp bị xử phạt do ra đường khi đang chỉ thị 16 và không có lý do chính đáng. Các đối tượng này đã lợi dụng mạng xã hội để đăng tải những thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín của lực lượng chức năng. Những trường hợp này cũng đã bị xử lý hành chính và tùy vào mức độ vi phạm có thể chịu trách nhiệm hình sự. Hành vi đăng tải, chia sẻ, bình luận có nội dung chưa được kiểm chứng, sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, làm mất uy tín cá nhân, cơ quan, tổ chức có thể bị xử lý như sau. Xử phạt vi phạm hành chính đối với người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức cảnh cáo bằng văn bản, theo Điều 22 Luật xử phạt vi phạm hành chính năm 2012. Đối với người từ đủ 16 tuổi trở lên bị xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền, mức phạt từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với cá nhân và 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với tổ chức, theo Điều 101 Nghị định số 15 ngày 3 tháng 2 năm 2020 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Ngoài ra, người thực hiện hành vi vi phạm còn phải có trách nhiệm cải chính thông tin công khai trên mạng xã hội tương ứng. Khi mà xử lý về hình sự thì nó sẽ có liên quan đến hai cái nhóm tội. Cái tội thứ nhất nó là về cái tội làm nhục người khác theo Điều 155 của Bộ luật Hình sự năm 2015. Thì theo cái Điều 155 quy định thì người nào là xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác nghiêm trọng thì có thể là bị phạt tiền là từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm. Nếu như mà mức độ nghiêm trọng hơn làm cho cái người đó rối loạn tâm thần và cái hành vi thì có thể tổn hại sức khỏe đến từ 61% trở lên thì có thể bị phạt tù từ 2 năm cho đến 5 năm. Cái tội thứ hai là về cái tội vu khống. Tội vu khống thì đối với cái tội vu khống thì sẽ có cái mức xử phạt nặng hơn là cái tội làm nhục theo Điều 156 của Bộ luật Hình sự. Thì có thể người nào có hành vi vu khống người khác để làm cho họ tổn hại đến cái danh dự, nhân phẩm, uy tín thì có bị phạt tù từ là 1 năm cho tới 3 năm. Nếu mà có vì cái động cơ mà vu khống người khác đó là một cái động cơ đê hèn hoặc là gây rối loạn cái tâm thần hoặc là cái hành vi cho cái nạn nhân thì có thể bị tổn thương từ cơ thể từ 61% trở lên thì có thể bị phạt tù từ 3 năm cho đến 7 năm. Có thể thấy, mạng xã hội là ảo nhưng hậu quả thì thật. Pháp luật ghi nhận quyền tự do ngôn luận, tự do bày tỏ quan điểm, thái độ, ý kiến của công dân, nhưng phải tuân thủ hiến pháp và pháp luật, bảo đảm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Ngoài ra, các nhà tạo lập các nền tảng mạng xã hội cần phải có quy định và kiểm tra chặt chẽ hơn về việc đăng tải thông tin trên mạng xã hội. Cần có chế tài đủ mạnh để ngăn chặn và vô hiệu hóa các thông tin đăng tải khi bài viết có dấu hiệu vi phạm các quy định về xúc phạm danh dự, nhân phẩm trên không gian mạng. Để góp phần làm trong sạch không gian mạng, mỗi người sử dụng cần có bản lĩnh, có văn hóa, ứng xử văn minh, đúng quy định của pháp luật, nhất quyết không lợi dụng, lạm dụng để tùy tiện loạn ngôn, lộng ngôn mới có thể xây dựng một cộng đồng mạng xã hội lành mạnh. Chương trình An toàn thông tin do Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh thực hiện đến đây cũng đã kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau được phát sóng định kỳ vào lúc 9:40 thứ tư hàng tuần. Còn bây giờ, thân ái chào tạm biệt.